Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay AK Shop gửi bạn video review về dòng xe Click 125 đời 2018 và dòng xe Wagon 150 đời 2018. Đây là mẫu xe mới thời điểm hiện tại này so với mẫu trước kia. Và đây là xe nhập khẩu nên hoàn toàn không có công tắc đèn, nên khi đó khi bạn mở chìa khóa xe là tự động đèn đờ mi và đèn code file của xe sẽ sáng luôn ban ngày lẫn ban đêm. Thì như thế có một số anh em sẽ yêu cầu là làm công tắc đèn dùng để tắt đèn chiếu sáng hoặc tắt luôn đờ mi. Trước đây mình đã up một video sử dụng công tắc led dùng để tắt mở đèn chiếu sáng, còn phần đờ mi vẫn như zin. Và ở video trước kia là mình sử dụng công tắc led này ha, các bạn có thể search cái video đó bằng từ khóa là Click 28 Vigo 18 là công tắc đèn. Còn ở video này theo yêu cầu anh chủ xe, mình tắt luôn hẳn cái phần đờ mi của xe và tắt luôn cái đèn chiếu sáng bên dưới cốt pha của xe. Và trên video này sử dụng công tắc led và có khả năng chống nước. Như bạn thấy trên video thì công tắc này sẽ có hai màu xanh dương và đỏ. Đây là công tắc led chống nước hoàn toàn. Còn với công tắc led này thì nó vẫn còn khe hở. Thì khi các bạn sử dụng công tắc này nên lưu ý là lắp đặt công tắc đưa bề mặt của led, công tắc led nằm ngang như thế này, đừng đưa lên trời. Khi bạn đưa lên trời hướng mặt lên trên, nước dễ vô nhưng mà nó khó ra. Còn các bạn đặt nằm ngang như thế này thì sau khi các bạn có đi mưa rửa xe, các bạn xịt gió vào công tắc hoặc là lâu lâu cho ER17 vào để tiếp điểm bên trong được lâu dài hơn, sử dụng lâu hơn, ít hơi công tắc hơn. Còn nhiều anh em mình thấy là một số thợ lắp đặt các bạn như thế này, là đưa cái bề mặt công tắc led đưa lên cao thì nước vào nó hơi khó ra. Nếu các bạn lắp đặt vị trí này thì nó xịt gió nó ra dễ hơn. Còn các bạn muốn hạn chế luôn cái điểm đó thì bạn sử dụng công tắc led này, nó có luôn cái bọc cao su bên ngoài như thế này chưa, là nó chống nước hoàn toàn, nó không ngăn không cho nước vào bên trong. Và khi lắp đặt lên xe các bạn cũng để nằm ngang như thế này thì nó luôn luôn hiệu quả hơn là mình để như thế này. Và sẽ có hai màu xanh dương và đỏ như trên video, mình xài xanh dương và thấy rõ ha. Khi tắt đi thì cái đèn led trên công tắc tắt không sáng, báo hiệu là các bạn đang off cái chức năng nào đó. Các bạn muốn mở các bạn nhấn vào, lúc này tự động đèn led trên công tắc sáng, báo là các bạn biết đang mở công tắc led, là lúc đó chức năng nào đó đã được mở lên. Còn chức năng gì thì tùy theo bạn đấu điện và theo yêu cầu của bạn. Đây là công tắc chức năng on off chứ không phải là công tắc nhấn nhả reset nha, các bạn nhớ điểm đó. On off là sao, là nhấn giữ bật hoặc là tắt, bật là tắt chứ không phải như nút vaccine là reset nhấn nhả, hoặc là nút mở yên điện là dạng reset nhấn nhả. Công tắc sẽ có hai màu và như mình đã nói nó có ba chân, một chân mát cho cái đèn led, một chân nguồn vô 12V lưỡi vô. Khi bạn nhấn mở thì nó thông ra chân ngoài, nó đưa điện ra cái thiết bị cần tiêu thụ hoặc là ra một cái bất cứ gì đó do kỹ thuật điện đấu cho bạn. Đó là ba chân trên công tắc led. Còn công tắc bình thường sẽ có hai chân, đó là hai chân on off thôi. Cái này ba chân chẳng qua là có thêm dây mát cho cái đèn led trên cái công tắc này. Rồi mình nói luôn cái phần kỹ thuật để những anh em ở xa các bạn có thể mua công tắc về và nói cho thợ của bạn biết cái cấu tạo của công tắc như thế nào để thợ của bạn đấu điện theo yêu cầu của bạn. Đó là với trường hợp anh em ở xa. Như mình đã nói trên video này, mình sẽ ngắt luôn cái phần điện đờ mi của xe là cái phần này và ngắt luôn phần chiếu sáng cốt pha. Ban ngày khi các bạn ngắt điện thì các bạn bật cốt pha vô tác dụng. Bây giờ mình mở cốt pha cho bạn xem nè. Cho dù các bạn đã tắt công tắc led là các bạn ngắt đèn thì có nhấn cốt pha thì cái phần đèn nó cũng không sáng. Bây giờ muốn mở đèn chiếu sáng hoặc mở đờ mi các bạn tác động vào công tắc led của xe như mình đã nói. Thì lúc này mình mở đèn đờ mi và mở ngăn cốt hai bên ngoài, pha là ngăn ở giữa. Bây giờ mình mở pha cho bạn xem nha. Rồi mở pha, thấy chưa, tắt pha nè. Rồi muốn tắt đèn luôn, tác động vào công tắc led là các bạn tắt luôn, là tắt luôn cả đèn chiếu sáng cốt pha và tắt luôn cái sọc đờ mi trên này. Còn lấy điểm đó, còn các bạn thích để lại sọc đờ mi tùy ý thích, mình chỉ ngắt đèn cốt pha vẫn được. Đó là tùy theo yêu cầu và tùy theo từng option của từng anh em. Cái đó thì khi các bạn muốn làm các bạn báo trực tiếp tại shop, shop sẽ đấu điện theo yêu cầu của bạn. Và tùy theo những option thì giá thành sẽ khác nhau. Còn cái phần đèn đờ mi này mình cũng từng làm một video, đó là xi nhan Audi chạy bình thường sáng màu trắng xi nhan qua xanh dương chạy. Màu sắc là các bạn tùy chọn, không bắt buộc các bạn giống như video. Nói chung các bạn chơi các sản phẩm led, màu sắc lắp đặt theo ý thích của các bạn. Phần trước này có thể nâng cấp cao hơn là Audi A9 nếu các bạn muốn nhiều hiệu ứng hoặc nhiều màu. Rồi trên dòng xe Wagon 2018 này mình có làm một cái video tích hợp hai xi nhan này, là hai xi nhan zin của xe, nó chiều dài nó hơi dài ra ngoài, một số anh em không thích, mình tích hợp thẳng vào cái đèn hậu của xe luôn.
có thật thẳng như đây, và đây mình tháo rời hai xi nhanh zin ra, và đèn hậu mình sẽ đầy đủ zin là dummy và stop. Sau khi tích hợp sẽ có thêm hai xi nhanh hai bên và màu vàng. Thì phần xi nhanh tích hợp vào đèn hậu cũng đã làm một video. Các bạn muốn tham khảo bất kỳ sản phẩm nào trên dòng xe nào, nếu các bạn đang coi trên YouTube, các bạn gõ từ khóa tên dòng xe, tên sản phẩm các bạn muốn làm và chữ AK Shop phía sau để ra đúng trực tiếp những video bên mình. Sau khi các bạn tham khảo xong, các bạn cầm điện thoại lên, có hai số điện thoại trên video. Các bạn đừng tiếc một cuộc gọi điện thoại, giá cước bây giờ rất rẻ rồi. Gọi trực tiếp tới. Và khi gọi trực tiếp, các bạn cần nói rõ thông tin tên dòng xe, tên sản phẩm muốn làm để mình báo giá chi tiết cụ thể. Mình rất cần thông tin chi tiết các bạn muốn làm, chứ các bạn đừng gọi tới shop ơi làm chiếc xe như trên mạng bao nhiêu tiền, làm giống như video chiếc màu trắng, màu đen, màu xanh, màu đỏ bao nhiêu tiền, làm giống như video shop ngày mấy tháng mấy bao nhiêu tiền. Shop xin không trả lời những câu hỏi chung chung như vậy. Các bạn hỏi chung chung như vậy, biết các bạn làm xe gì và làm sản phẩm gì mà báo giá cho các bạn qua điện thoại. Bắt buộc phải có thông tin chi tiết, tên dòng xe, tên sản phẩm muốn làm, càng chi tiết càng báo giá nhanh. Còn các bạn muốn gửi hình ảnh hoặc là video thì các bạn gửi qua Zalo hoặc là Facebook. Facebook của shop là AK Shop. Và tất nhiên gửi tin nhắn thì lượng tin nhắn nó nhiều, nhiều khi sẽ bị sót tin nhắn. Các bạn không thấy tin nhắn trả lời các bạn lâu quá, các bạn DM lần nữa và các bạn cầm điện thoại lên gọi trực tiếp hai số điện thoại trên video. Mình sẽ duyệt tin nhắn và trả lời cho các bạn. Còn các bạn đã có thông tin dòng xe và tên sản phẩm thì các bạn cầm điện thoại của mình lên nha. Một cuộc gọi điện thoại không bao nhiêu tiền, giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng. Để mình báo giá cho các bạn, để bạn tham khảo cho nhanh lẹ và quyết định chọn làm option nào. Rồi, à, bật công tắc đèn có pha. Đây là công tắc tắt mở đèn và tắt luôn đầu mi. Sử dụng công tắc LED. Công tắc LED có cao su chống nước ha. Rồi, vừa rồi là video về dòng xe Click 125 và Vario 150 đời 2018. Với phần tắt mở đèn chiếu sáng và tắt mở đèn đầu mi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Video được thực hiện với AK Shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Các bạn sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau cho mọi dòng xe để các bạn chọn lựa, nâng cấp cho chiến mã của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.